Đây nhiều nhất. Ai nó phụ thuộc bé đúng không? Phụ thuộc bé nhỏ được. Thường thường con cọp nó sẽ ngồi kế bên luôn chặt. Má móc cái tay không má giờ nó lại không mà có cũng đỡ ra má chưa mới quen nữa khác đúng không quen về rồi đủ má lấy rồi mà lấy một năm mới khác nha năm năm khác nha mười năm khác nha vợ chồng tao lấy hai mấy năm rồi bây giờ là đủ má con cọp đéo có thể nào mà đủ má con vợ con gì giờ chỉ con cọp thôi mà thường thường đúng không con cọp nó ngồi kế bên cặt xong rồi cặt rồi lên cái nọ đi cặt rồi kế bên đâu chặt mình cái bên cọp má đi cuộn mở tù tôi giết con nội này hay má cũng như cố đi nha gọi là huyết áp lên nha mỗi lần anh về quán cơm một đồng nó xa lắm luôn dạ tám chín tiếng luôn á quải lắm á nhưng mà mình đi về tự nhiên mình thấy nó cũng cảm giác nó khỏe đi rồi rất thích đi về chứ mình đi con tinh thần mình về với nó thấy nó khỏe chưa đây nó xa chứ giờ mình mở mới mở đâu vậy được nhưng mà mở dưới là đến giờ sai mà sao anh chị chồng được đó vậy nó kế bên bệnh viện à rất nhiều người bệnh người ta ra chứ không chứ cổ bệnh viện ngay cái đối diện bệnh viện có học trò với quản lý xong rồi chỗ hai quản lý chính mở nhiều quán luôn á chính là mỗi tỉnh mở mỗi quán mà đồ quán không có học trò nào phải tâm đứng quản lý được chứ sao mình ra bậy bạ được nhưng mà đội nó xuống đây cả bệnh viện mà nó đi khổ mà ở đây bệnh viện ở đây nhiều mạnh thường quân Sài Gòn nhiều mạnh thường quân quá trời luôn khổ chứ quê không có ai đó luôn cái khu nó đại gia dưới không đại gia là người ta sống cho người ta thôi người ta đâu có mở lòng được có nhiều người giàu lắm mà người ta không mở lòng được có đám người giàu à ở trên chỗ mẹ năm chỗ cha Diệp á nhìn giàu đúng rồi trên đó khác nhưng mà người ta không mở lòng được thì đồng nội đéo được đúng rồi anh muốn làm từ thiện á là anh phải mở lòng ví dụ hay nhiều người giàu dễ sợ mà mình quy bo lắm giờ thầy chỉ nói nè ví dụ trong gia đình con nè hai chồng nha con vợ mở lòng mà chồng không mở lòng đủ mất cũng đéo làm được từ thiện đúng không vợ làm chồng mới cự hoặc là chồng nó mở lòng đủ mất con vợ đủ mất quy bo đủ mất cũng đéo mà làm được từ thiện nữa nào mà muốn từ thiện giúp tôi cho ông giúp luôn tôi cho từ thiện tôi cho ông giờ cho tao rồi đây cho tao đi do nhỏ nào là từ thiện luôn á cho luôn mẹ nhỏ nào mà bán cho tao giờ là đủ mà bây giờ hiếu quá là cho luôn á để làm từ thiện luôn á từ thiện ổng luôn á đó cho nên đừng cái đó cái từ thiện là phải mở lòng với anh nói rồi cũng phải đại gia thi thiếp cha gì trong Sài Gòn trong Việt Nam đồ cái tỉnh nào cũng có người giàu như nghèo đúng không nhưng mà quan trọng là cái thằng đó nó có mở lòng được không nhiều thằng đủ mà có chín nó muốn kiếm 10, 10 muốn kiếm 20, 20 kiếm 100 đúng không? Nó muốn kiếm cho thật là nhiều nhưng mà nó đéo muốn chia sẻ ra đại gia nói chuyện của nó nhưng mà nó đủ mới đéo mở lòng mới được thôi còn mình tại sao mình trên Sài Gòn mình nhiều người hỏi tại sao không mở có nhiều người hỏi anh vậy nè tại sao không mở bánh chè tại quê anh bánh chè hỏi tại sao không mở quán cơm bánh chè cũng nhiều người nghèo đâu đúng không? Người nghèo. Tao trả lời đúng một câu rồi ở đâu có người nghèo giàu á nhưng bánh tre đéo người bệnh thận nó không có bệnh viện chạy thận mà mình mở ngay cái bệnh viện chạy thận cái bệnh gì nó cũng trị có thể hết được nếu có tiền nhưng bệnh thận con có tiền con trị đéo hết nó đang liên tục nó thể bị chơi thế nào hết là con phải đủ đúng cái thận nó con thay được cái thận đó mà con thay cái thận là mấy tỷ đúng không mà thay trong xu chưa chắc là mình sẽ đủ mới sống đúng không hai xu là đủ mới cái đủ mới cái là mình sẽ sống được chưa nói nha nhưng mà ta nói là cái khía cạnh thầy kia trả lời nè cái vừa thẳng hỏi tại sao chú không mở ở cái quê của chú Bến Tre là nhiều người khổ nhiều nghèo đúng là người người khéo người nghèo nhưng mà dưới nó không có bệnh viện bệnh chạy thận tao mở cái chú bánh cơm nha bệnh viện thận có nghĩa là rất nhiều người bệnh thận ta chạy vô đi nha nhiều người ta bán cái số đang bán số mình tới giờ chạy thận là phải vô chạy thận để cọc cái giấy số của tao chính bản thân tao với vợ tao vô trong đó nha là cầm trời cọc cầm một cọc giấy số người ta tao mua hết cọc giấy số tao cho thêm tiền nữa để cho cái thật bây giờ chính bản thân tao chứng kiến mà tao vô tới bệnh viện là cái giấy số kế bên tao mua giấy số mà tao mua cọc giấy số không xui là tao chia đều hết trong cái phòng đó luôn bao nhiêu người mà đụng cái trả thận là tao chia đều hết luôn người ta ví dụ người nào hơn người ta trúng rồi người ta đổi đời sao để người ta có tiền để chạy thận mỗi ngày nhưng mà tôi nói ông
cái bệnh gì ông chị cũng hết, nhưng mà cái bệnh thận là đủ đáng người chị hết. Cho nên ông giúp người nào giúp, giúp bệnh nào giúp, tôi không nói, giúp tôi vẫn là đúng, nhưng mà giúp người bị bệnh thận là đâu giờ giúp sai, quan trọng nhất. Không bao giờ giúp sai, đủ một tuần là không có tiền vô chạy 2-3 lần là mấy bệnh nặng á, không có tiền làm tháng phải chạy được 1-2 lần. Cái gì cũng nhân quả đúng không? Ví dụ mấy anh đại gia anh bao giờ đi cúng chùa nữa không, vài đẩy giờ không thì mấy ông đại gia tiền cúng nếu ăn người tiền luôn cũng vài đẩy. Nhưng mà hai chồng tôi mở quán cơm đó là cả 2 năm trời rồi. Cái hơn ta biết chỗ hơn cái nào là mình đăng rất rõ ràng là không kêu gọi, không nhận quyên góp, các bạn lãnh là chỗ đó. Như bữa ông anh em gì là tu ạ? Không phải mày. Đó, sao bữa gửi chị? À, tu cái gì vậy? Bữa bạn nào tu lên để mà cho tiền nó gì đó. Tu nào? Bên đây bên Đắk Lắk mình nói sao hả? Đi rồi, bữa ông gửi em con phải chùa Vũ Long á, phải không? Bữa gửi chùa Vũ Long phải cái bạn nào tu trên chùa Vũ Long gì không á? Gửi tin nhắn cho chị đó. À, phải bạn đó. Cái đó em hỏi cái đó luôn. Cho nên là không có thầy mở cái chỗ đó đâu. Đi Mỹ rồi. Nếu sao lại lặng. Có biết bao nhiêu tiền của thầy không? Ví dụ như thầy giờ thầy tiết tiền nè, hoặc thầy mẫu tiết tiền trong 2 người, có 1 người tiết tiền. Nếu mở được tới giờ này. Con coi những cái lần mà thầy nấu cơm thấy hoành tráng không? Nhiều người mà cơm là không ngon. Nhưng mà nếu mở đồng thì được, anh mở đâu nấu nếu được đâu. Cực lắm luôn. Mà đường xa, mỗi lần về là mình xác định là mình về dưới là tốn rất nhiều tiền. Tại vì sao về cứ nhìn những người bệnh, những người phụ nấu người này nọ, người ta nghèo đau khổ, mình cho một người 500, ví dụ con cho một người thì nó khác, mà anh cho 5 người, anh cho 20 người đi, anh thấy số tiền lên như thế nào. Còn tiền mình xuống dưới mình ăn uống, mình nghỉ ngơi, rồi tiền xăng thì gọi xuống như thế nào. Một chuyến đi nó biết bao nhiêu tiền. Rồi mỗi lần mình đi về đó, mình tự nhiên mình thấy nó khỏe, đường nó rất là xa nha, nhưng mình đi mình thấy là nó khỏe. Hồi xưa sinh viên á, khi đi ăn anh đã trọ cái lúc đầu như thế này. Lúc sau nữa thì cái nhà nguyên căn mình sau đó không có mình trả lời mình hỏi đó đâu không có trả lời bệnh trẻ không có bệnh viện chạy thận người ta làm thì bệnh viện chạy thận không phải tỉnh nào cũng có nha con, không phải tỉnh nào cũng có bệnh viện chạy thận đâu. Sài Gòn là có bệnh viện chạy gãy thôi đúng không? Sài Gòn cũng có một cái nè, dưới tỉnh là có một cái tùy ha. Cần Thơ nó còn có bệnh viện để về làm viên cho chạy thận, con vô cái bệnh viện quá hả? Con vô cái bệnh viện đó con thấy nó tàn, nó xuống cấp mà đủ nó ống rồi này nọ, thuốc người ta để lanh láng hành lang mà đủ má mình vô á, người ta thấy mình, ta thấy mình vô là mình. Cái bữa cơm á thầy chỉ nói là ví dụ như con là nó học sinh nè, đang là học trò nè, đủ điều kiện đi học dù có khổ cỡ nào nữa nhưng mà vẫn có thể mỗi ngày ăn được bữa cơm hay bữa cơm đúng không? Nhưng mà người ta trong cái bệnh viện người ta sẵn sàng, người ta đội nắng á nha, người ta đội nắng để người ta đợi tới 2 bữa cơm, 2 hộp cơm mới sao đỡ được đồng nào hay được đồng đó đúng không? Mình nhìn mấy cái cảnh đó không phải là mình thấy người ta siêu mẫu hỏi mày, siêu mẫu kêu ta nấu chay, ông ta không nấu chay. Nhiều người ta nói đủ mới nấu chay cho phước phần tao, à. Tao đéo nấu chay, tao nấu mặn không, tại vì ở dưới đủ mới người ta khổ, người ta bệnh rồi. Nấu chay nhiều khi người ta không nổi. Không nổi. Mình nấu chay thế nào mà đủ có người ta không ăn mình bỏ. Tao nấu đồ mặn rồi, phải ngon phải sạch nha. Người ta khi mà nấu nha, đang nấu nha, người ta ra người ta đợi, đứng mà nắng người ta đợi luôn. Đợi sao để lấy nó đúng 2 hộp cơm về cho mình là người đu bệnh. Cái người đu bệnh ra người ta lấy. Và người đang nằm bệnh 2 hộp. Một cái phiếu thầy đưa là 2 hộp cơm mà một người đu bệnh, một người bệnh. Mà người ta bỏ hết cái sĩ diện, bỏ hết cái tự ái để cầm được 2 hộp cơm, đỡ được đồng nào hay đồng đó. Nhưng phải là mày cho người ta cơm mà phải sỉ nhục người ta, tao không có. Tao nhiều khi đụng có nhiều người, tao phát biểu đụng nó nóng, được nóng luôn á. Nhưng mà nhiều phải nói chuyện, tao nhỏ chuyện. Mà già con đơn giữ gì rồi. Chứ mới nói chuyện tao đàng hoàng. Tại sao mình phát tâm rồi. Nhưng mà nhìn vô cảnh người ta thấy người ta đỡ, người ta chờ, tội lắm. Có nhiều người tao ra thấy phòng đứa nó cho 50, 100, 200 tuần nó mừng. Ở dưới người ta làm một ngày chờ luôn được có 100 mấy, 200 làm công á. Không có việc làm. Mà mỗi lần thầy về đi cứ người cho thầy cho 500. Nhiều khi 200 tao làm cả năm chờ gom đúng cục tiền. Làm cái năm chờ luôn gom đúng cục tiền thì để dành về bắt đầu cho hết luôn.
lúc mà anh mổ xong xuôi là bắt đầu về phát tâm 100 người bệnh là bắt đầu mang tiền về là cho người ta tiền để chạy thận. Đó là cũng là cái thành quả của mình làm, cũng là mình sót tiền thiệt, nhưng mà khi mình cho đúng rồi đúng người thận mình cũng không tiếc. Nhưng mà khi người ta cầm 500 triệu anh người ta mừng lắm chứ sao, sang mai để chạy thận không có lo. Không lo, không có lo cái đồng tiền đó nữa. Có nhiều người ta khổ lắm, uống xuống dưới khổ lắm. Thầy cho thầy vẫn bị mấy người lợi dụng, mấy nhà giàu với lợi dụng rồi. Mình tới quán nó đồ uống má, mình thấy đồ mới mình thấy nó bán, mình đưa 10 cái phiếu tụ dựng gạo dựng quà kia là cho mấy người bán số. Cho mai lấy 10 phiếu nó lên nó lấy tiền đồ của mình. Sau này là anh đéo thèm ghé luôn quán nó ăn. Có lắm rồi. Có cũng có đủ quán sang máy là nó lấy đồ của mình. Nhưng mà không bị đâu, bị nhiều. Sau này họ mới anh lên là cho em về đó là vô bệnh viện cho. Làm từ thiện, một là thầy về quán cơm của thầy là làm từ thiện, hai là thầy làm vùng sâu vùng xa, với tém đi đâu nhiều, hành tới đi rồi. Nhiều nó đủ má đúng người, còn đúng người không gạo, không, rảo á, cái gì ạ, bỏ vô rảo, thôi, còn cái này còn dầu, còn bao nhiêu chị, trời, nên là mình giúp đúng người đúng hoàn cảnh, cũng thấy nó thoải mái lắm, còn giúp sai người hoàn cảnh tức lắm nha. 100.000 nụ mà anh giúp sai người anh cũng nụ tức lắm. Đúng rồi, mình cho 1 triệu, 2 triệu mình cho đúng người nụ mà mình thấy nó nhẹ người. Nhiều người ta lợi dụng nụ mà mình nụ mà người ta gạt mình 50%, mình nụ mấy mình khó chịu nụ. Đúng, à, lừa mình mà. Ờ, tức lắm rồi. Nhưng mà nụ mà khi mà anh về, tôi nói không, thí dụ như sau này bất cứ người lòng nào ngủ thì làm từ thiện không? Thầy nhắc chịu quá cơm. Mày phát tâm đúng không? Phát tâm không? Quán của tao đó. Về để cho mày nấu 300 phần, 300 phần nấu như tiền nó mấy triệu bạc, nó cho mày nấu 300 phần, nó mày phát lên, mày cho đúng người đúng cảnh luôn, mày ngủ mới ngồi mày canh cơm nè, mày đụng mới bớ cơm nè, mày đụng mới sắp cơm, mày phát cho người ta. Anh hỏi mình đi đâu xa, tao sẵn sàng tao đổ xăng đầy bình, tao chở mày từ đây xuống dưới luôn, tao bao mày ăn cơm nước luôn, tao bao mày khách sạn luôn, bao mày ngủ luôn. Tao lo hết cho mày TDIZ luôn, mày biết rồi, phát tâm mày đủ mà đứng phát cơm người ta. Chính xác. Hỏi cần mày đủ má mày đi đâu, hỏi cần mày ngủ đi đủ má vô chỗ này, vô chỗ kia giúp mày, hỏi. Mày về thẳng quán cơm ra đây mày thấy mấy người nghèo rất là nhiều. Mà người nghèo đó là những người nghèo bị bệnh luôn, đủ má mấy người giúp mới đúng. Người nghèo bị bệnh mà, đúng không? Hỏi cần. Tao là bị đủ có nhiều người ngủ đi đã, xuống bắt đầu kêu tao đủ mua đồ này nọ. Tôi mua đủ mấy chục triệu, mấy chục triệu đã cũng không tới lời đủ đi từ thiện, téo đi mày. Tiền đâu trả lại cho mình đâu, tại mình ứng tiền hết mình mua, tao vẫn đi vui vẻ, tao vẫn phát cho bà con luôn vui vẻ, đúng không? Nhưng mà cái điều là mình tiếc đó là mình không có dừng lại với cho mình đi phát cái chỗ khác, nhiều khi nhiều thương lượng những chỗ khác người ta không có khổ, cái thời gian quá là cái nhưng mà mình vẫn phát lòng cho mình vẫn phát tâm cho mình đi, chứ không phải là đụng với mày kêu tao đã, tao ứng tao đã, xui rồi đụng không đi tao chửi mày không có không bình thường. Mày sợ mấy ông nội mà kêu. Những bình thường lắm chứ không có ổng không nói tiếng nào. Tới giờ mấy người đó nó vẫn còn trong Facebook tao luôn. Người ta đã không thèm nói tiếng nào. Kêu mình đụng mấy rồi mình đang đi từ thiện không biết đâu, lo cho anh đi này nọ, anh về trả tiền đụng, nó nói về đụng, đâu trả ra tao đồng nợ. Tao vẫn đi bình thường. Nó phát tâm rồi thì mình không có suy nghĩ, không có nói gì. Không, mình nhiều những người kia cũng im re luôn. Im re luôn. Sao như mình vẫn đi, nó dụng nó về, mắc cỡ đâu dám nhìn mình đâu. Thầy nói mình là đi cũng được. Thì giữ mình thôi. Tiền mình đứng hết trơn, mua đồ hết trơn, cho lại giùm nó người ta chạy. Ví dụ như đi cũng được, gửi tiền đúng không? Đúng rồi. Đi không được, nó lấy tiền của tao đúng mà. Lấy đồ, cái tiền của tao mua giùm đồ, lấy tiền thằng ta giữ bình thường.